Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Anh Đi Vé Thảo nha. Hôm nay mình sẽ ăn thử mì siêu kê cấp đồ bể nha mọi người. Đây mì kê cấp đồ bể mọi người nhìn để mình đẹp cái bao bì cho mọi người xem. Ăn dạng mì xào, mì nước đều ngon, hương vị hải sản. Bữa nay mình ăn hương vị mì xào đi. Mình thử. Đây là cái gói bột nêm của gói mì đấy nha mọi người. Cái gói mì này là 11.000. À, siêu kê cấp đồ bể cả nhà ơi. Đó, đây là cái gói mì đó mọi người. Đây là mình chưa chế nha, để chút nữa mình chế nước xem là mình sẽ ra. Và mình sẽ làm mì xào siêu kê cấp đồ bể cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ là mình bắt đầu chế nha mọi người. Đây là nhà mình đang nấu mì siêu kê cấp đồ bể nha mọi người. Đó. Để ra ra thì sao? Cái này có thể làm mì nước được. Nếu cho khác. Đây nha mọi người. Đây im bỏ gia vị vô. Đó, tô mì siêu kê cắt đồ bể đó. Đúa. Cái gì mà mày? Đúa. Đi thả con xíu cái tay ra cho mỡ đi con. Trộn mỡ với trộn một tô ra nó mới hấp dẫn. Tôm nào? Thôi thôi yên yên yên. Ủa sao cái này đây không? À mà sao lại cố nhắc em tô tiếp được. Trộn lên đi. Nhìn thấy tiền ướt thì bỏ ướt vô nữa là. Nè, em bỏ đi cho. Bỏ sơ sơ nữa đâu. Em bỏ nha. Em bỏ vô. Đây à. Em chế. Không, cái hủ tiếu chè lên. Đường mà nó là cái hủ tiếu. Không có. Có. Bữa nay bán đâu? Dưới kia. Nè chỗ bán bún riêu á. Bún riêu bán luôn á. Mua ngày sáng xuống mua. Mình đem nghe một tô. Mà có mua. À bán vậy con mua gì? Mà nó đẹp. Mi mi. Siêu tê bắt đầu bẻ nha mọi người. Con nó có nhiều bún bắt đầu. Rồi đây, đây đây nè. Ui tôm mì. Kê vậy còn kê nữa. Kê với. Còn một bị kê nữa. Còn một bị kê đi không? Kê không ạ? Thấy không? Một bị kê nữa. Má ăn một cọng cho tha nó cũng kê à. Dạ còn đâu có kê nữa. Đây là hai cái dâu của mình đó mọi người. Đây là con mì siêu kê cấp đồ bể nha cả nhà. Wow, đúng là tuyệt vời. Wow, thả miệng ra. Wow, nuốt vô cái. Đây đi. Kê quá. Đúng kìa. Đó, cái gì đó nha. Đó. Cái gì đó nhìn. Hả? Quá rồi.
giò này nữa. Mà nó làm quá rồi á. Muốn chịu nóng không? Đâu, con không ăn đâu. Trời ơi. Kì. Sao kì dữ tạp. Dạ siêu kê cấp đầu bể mà cứ hỏi sao. Không căng đây cũng được không? Nhỏ ăn khác. Cái mì khác. Kê quá cả nhà. Ngon mà rất là kê. Chúng ta ăn kê giữa đây chứ. Có chút tôm nữa ngon. Chút thịt bò. Nãy giờ cũng quên khang, không nói là né lái trước được. Đúng kê luôn, đúng là siêu kê mà nếu bỏ vô là đúng cấp độ bể luôn á. Phân phân luôn nha mọi người. Mà mình phải cảm nhận là cái mì này rất là ngon. Kìa quá. Ừ. Để con xuống. Biết sao không thả mì? Đâu có dám qua quyền thả được. Chưa có lệnh là không dám ăn. Ngon lắm cả nhà. Sợ mì nhìn cũng hấp dẫn không? Sợ. Giống như cầm máy vậy ta. Cây lùa vô không có sao đó. Cái nó ngon quá con Trần đi mà. Kì bùng của ta. Nể sao không? Ừ. Nể sao không lái bị cái bỏ chị hai cho ăn cho có thịt. Ồ đúng lắm. Rồi bùng của ta. Ngon quá. Thằng Trang tính lúc nào nó cũng mỉ mua mì siêu kê cấp đồ bể cho con anh. Nó ở ngoài kê dữ vậy. Ừ. Trên cả tuyệt vời luôn cả nhà. Trời ơi, mình ăn mình riêng luôn á. Lần đầu được ăn mì siêu kê cấp đồ bể. 11 ngàn một gói nha mọi người. Ngon mà. Ngon, kê quá kê trời. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc. Việt Nam mà có 3.000 gói sao? Hàn Quốc không phải là Trung Quốc. Ừ, Hàn Quốc. Mọi người ăn thử đi. Sản phẩm của nhà Nghiêm Dâu, không phải nhà mình đâu. Chắc bỏ luôn. Thôi mẹ. Nó nói chuyện điện thoại đấy con. Âm. Nè có ăn nào. Mình ăn nào nhỉ? Trang. Ăn thử đi. Mẹ ơi. Cái gì vậy? Lấy hỏi không? Cái gì đâu nhỉ kìa. Đó, con táo điện thoại kia. Siêu kê cắt đầu bể luôn, đúng rồi, siêu cắt đầu bể luôn á. Kê quá chị, em bớt chị mi. Đưa con lại đi. Lại thêm. Cái quê vô bùng lỗ tai luôn á. Cho một cây cao nha. Vô bùng lỗ tai quê. Tao học ăn đây. Kì quá. Wow. Mẹ em khuyên con kê ăn chứ không là chết đâu. Siêu kê cắp đồ bể chẳng hự. Cả nhà ơi. Chứ không phải đâu. Rồi.
Cũng hồi ăn thức thì ăn thức kìa nè. Nghĩa rồi chưa? Nó báo ngủ, nó dạy hồng mình một ngữ. Còn bánh ngọt không? Hả? Đưa ngậm vô chút đi. Bánh ngọt đi. Ừ. Kìa ơi, bánh ngọt hết. Bánh ngọt hết. Em thơm ngon tới giọt cuối cùng nha mọi người.